Kiên Giang là một trong nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long triển khai chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ với mục đích giúp người dân dùng lũ ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, tại cụm dân cư vượt lũ ở buôn bản Vĩnh Hòa Hương Bắc, huyện Gò Quao lại chưa đạt được mong muốn ấy. Khi dọn về ở cụm dân cư vượt lũ này, cuộc sống của người dân càng gian truân hơn khi tầm thường xuyên bị ngập nước. Một năm 12 tháng thì có đến phân nửa thời gian, người dân sống tầm thường với ngập nước, mùa lũ cũng ngập, mưa lớn cũng ngập, triều cường cũng ngập. Nhà bị ngập nước tầm thường xuyên ở khu dân cư Vĩnh Hòa Hương Bắc. Không cần đợi đến khi lũ về, chỉ cần một trận mưa hoặc triều cường dâng cao là cụm dân cư vượt lũ ở buôn bản Vĩnh Hòa Hương Bắc bị ngập nước. Chịu không nổi cảnh nước ngập, nhiều người dân đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tình trạng nước ngập như thế này đã diễn ra hơn 10 năm nay. Ông Mai Văn Lâm ở cụm dân cư buôn bản Vĩnh Hòa Hương Bắc cho biết, nhà vượt lũ nhưng chưa được vượt lũ gì mấy, tòa tháp bị ngập hoài, không ai ở được, nhiều người đã bỏ nhà đi làm mướn. Nền nhà ngập nước bị ẩm thấp. Cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hương Bắc được đưa vào sử dụng năm 2006 với gần 200 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau, nền đất tại cụm dân cư này có dấu hiệu bị sụt lún. Kể từ đó, mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao là hàng chục căn nhà tại đây đều bị ngập nước. Người dân tại đây nhiều phần là hộ nghèo, cận nghèo nên không có tiền để nâng nền nhà lên cao, do đó họ đành chấp nhận sống tầm thường với lũ hoặc mỗi khi nước ngập, đến tá túc nhờ nhà bà con. Ông Hồ Văn Dũng, người dân ở cụm dân cư này cho rằng, một năm ngập đến 5 tháng, đời sống của bà con hiện thời rất gian truân. Mình cũng muốn bơm nền lên nhưng là hộ nghèo, cận nghèo nên cũng bắt gặp gian truân, từ đó không có bơm được. Theo chủ trương, cụm dân cư vượt lũ được đầu tư hạ tầng, mặt bằng, đường sá hoàn chỉnh nhưng thực tế cơ sở hạ tầng của cụm dân cư này không được hoàn thiện. Bên cạnh đó, lại xây dựng ở bương, đất thang bùn, nền đất yếu hèn nên chỉ sau một thời gian cả khu dân cư này bị sụt lún, gây ngập tầm thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn. Những địa phương vẫn chưa có một giải pháp nào hiệu quả để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân buôn bản Vĩnh Hòa Hương Bắc đề nghị tỉnh nghiên cứu giúp có chính sách hay nguồn vốn để nâng nền và nâng nhà cho 71 hộ bị ngập nước ở cụm dân cư vượt lũ buôn bản Vĩnh Hòa Hương Bắc. Được biết, toàn huyện Gò Quao có 2 trên 5 cụm dân cư vượt lũ bị ngập, đó là cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hương Nam và Vĩnh Hòa Hương Bắc, trong đó Vĩnh Hòa Hương Bắc bị ngập nghiêm trọng nhất. Theo chỉ huy Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao, huyện đã tiến hành khảo sát và đề xuất tỉnh hỗ trợ 5 tỷ đồng để làm lại hệ thống cống và nâng cao mặt bằng nhưng một số ngành chuyên môn của tỉnh chưa cho ý kiến. Hơn 10 năm là thời gian quá dài mà người dân ở đây chịu đựng tình cảnh ngập lụt, vì vậy các cấp, các ngành tỉnh Kiên Giang cần khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún, ngập nước ở cụm dân cư vượt lũ ở buôn bản Vĩnh Hòa Hương Bắc, huyện Gò Quao để người dân thật sự an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống đúng như chủ trương xây dựng cụm dân cư vượt lũ của chính phủ đề ra.